Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng tự phê bình và phê bình là thang thuốc hay nhất để phần tốt ở trong người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Trong bài Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích, đăng trên báo Cứu Quốc ngày 26 tháng 9 năm 1945, Bác khẳng định, không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được. Bài báo Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích, chỉ vỏn vẹn có 264 chữ, nhưng thật sâu sắc. Bác cho rằng, có nhiều đồng chí hoặc tự cho mình có trình độ nhận thức cao, có kinh nghiệm đầy đủ về công tác, hoặc vì không có tinh thần tiến thủ, chỉ biết tới đâu hay đó, nên không chịu học tập, không biết tự chỉ trích để sửa đổi những lầm lỗi và bồi bổ những thiếu sót. Phải biết rằng, tình hình khách quan thay đổi hàng giờ, hàng phút. Một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời. Nếu ta không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp tình thế. Ta sẽ bị bỏ rơi, bị các bạn tỉnh táo, nhanh nhẹn hơn vượt đi trước. Muốn được thích hợp với tình thế, muốn cùng tiến hay vượt các bạn khác, ta cần phải nhận thức và tự giáo dục không ngừng. Cần phải có sự thành thực, tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm để bồi bổ và sửa đổi đi. Sau khi làm xong một công tác gì hay sau mỗi ngày làm việc, cần phải tự mình kiểm điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn, chỗ nào chưa đầy đủ, có được ưu điểm gì nên nhớ, được kinh nghiệm gì quý đáng ghi. Phải bỏ hẳn thái độ, xong việc thì thôi, không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được. Bác cũng thường phê phán tư tưởng, thái độ lệch lạc khi tự phê bình và phê bình như thiếu trung thực, che giấu khuyết điểm của bản thân, sợ phê bình, nể nang né tránh, dĩ hòa vi quý, hoặc ngược lại, lợi dụng phê bình để nói xấu, đả kích, vùi dập người khác. Tự phê bình và phê bình để rèn luyện đảng viên nhằm làm cho mỗi người tốt hơn, tiến bộ hơn và tăng cường đoàn kết trong nội bộ đảng. Trong tự phê bình và phê bình phải chân thành, lý lẽ phải phân minh, nghĩa tình phải đầy đủ và quan trọng nhất là phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, để giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên. Trong thời gian vừa qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Công tác tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp đã được tập trung và chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang chứng kiến quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ. Đặc biệt vừa qua, Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm khắc những cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao đương chức hay đã nghỉ hưu theo tinh thần, không có vùng cấm, không có khoảng trống cho bất kỳ ai. Chính điều này đã và sẽ tạo ra niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân, tạo ra không khí, khí thế mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thưa quý vị và các bạn, để tự phê bình và phê bình thực chất và hiệu quả, điều quyết định chính là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện nguyên tắc này. Chỉ khi đội ngũ cán bộ, những người đứng đầu nhận thức đúng và nêu gương trong tự phê bình và phê bình thì tổ chức ấy, tập thể ấy mới có không khí dân chủ, biết và dám tự phê bình và phê bình. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.